Dùng dĩa cho nó đẹp mắt, cho bắt mắt. Mấy đứa sinh viên, mấy đứa tuổi teen nó phái chụp hình, quay phim lên. Mỗi lần mưng cái dĩa nó ra là nó cúng ông Facebook hết 10 đứa, hết 10 đứa rồi. Trước kia là cô bán tô, rồi cái xong xuôi, rồi cái cô thấy cái dĩa nó cũng hay hay, bỏ vô cái dĩa làm cho nó đẹp. Chứ trước kia là cô bán tô. Nhắc tới ẩm thực Sài Gòn, không thể không nhắc tới món hủ tiếu. Dù nơi đây quanh năm đều là mùa hè, nhưng món ăn cần nóng này vẫn luôn hấp dẫn thực khách. Ai muốn thử cách ăn hoàn toàn mới của món hủ tiếu có thể tìm đến quán ăn ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hủ tiếu ở đây không ăn trong tô mà ăn trong dĩa. Hủ tiếu dĩa Sa Đéc ở đây với phần nước sốt gia truyền là món ăn được nhiều thực khách đặc biệt ưa thích. Điểm nổi bật của dĩa hủ tiếu Sa Đéc ở quán chị Thanh Yến là được trình bày nhìn bắt mắt. Phần đồ ăn kèm còn nhiều hơn cả hủ tiếu, gồm đủ loại như chả, tôm, trứng cút, thịt bằm, giò heo rút xương và thịt nạc. Cô mới bán cỡ 2 năm nay thôi. Cái quán của mình là quán ở đây thì cô bán cỡ 10 năm rồi. Bán bún bò trước và bán hủ tiếu mới 2 năm thôi. Học từ chị cô ở Sa Đéc luôn. Chị cô nấu cho cô ăn, cô thấy cái món này nó lạ lạ. Nó hay hay với cái hủ tiếu này là hủ tiếu tươi. Thành ra cái này để từ bữa nay đến ngày mai, chứ ngày thứ ba là nó sẽ mốc. Một là nước trộn, hai là nước sốt với cộng hủ tiếu. Ba cái đó phối hợp vô là nước rất ngon. Cái nước trộn làm cũng cỡ 10 phút là xong cái nước trộn. Mà cái nước sốt thì rất là công phu. Công phu là sao? Công phu là mình phải làm các thứ rau củ quả, là mình xay ra, mình làm nhiều, rất là nhiều giai đoạn. Cô không có thể nói ra được. Cái đó cái bí quyết. Mất nhiều thời gian, cái đó ít nhất là cỡ 1 tiếng đồng hồ mới xong cái nồi nước sốt đó. 7 giờ rưỡi cô mở cửa. Bán tới 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi tối mà nhiều khi hết sớm thì dọn sớm. Dùng dĩa cho nó đẹp mắt, cho bắt mắt. Mấy đứa sinh viên, mấy đứa tuổi teen nó phái chụp hình quay phim lên. Mỗi lần mưng cái dĩa nó ra là nó cúng ông Facebook hết 10 đứa, hết 10 đứa rồi. Nó đẹp mắt thôi chứ cúng một thứ thôi. Cái này có phải cô nghĩ ra không hay là đúng cô ngự, cô nghĩ ra trước kia là cô bán tô. Rồi cái xong xuôi rồi cái cô thấy cái dĩa nó cũng hay hay, bỏ vô cái dĩa làm cho nó đẹp. Chứ trước kia là cô bán tô. Các nguyên liệu được chị Yến chuẩn bị từ tối hôm trước. 5 giờ sáng chị nấu nồi nước lèo rồi đến 7 giờ 30 phút là mở cửa đón khách. Hủ tiếu ở quán chị Yến là loại hủ tiếu tươi ở Sa Đéc được lấy mới mỗi ngày. Cọng hủ tiếu Sa Đéc to hơn so với cọng hủ tiếu khác. Nó có độ dai mềm và không có vị chua. Nguyên bản món hủ tiếu Sa Đéc khi ăn sẽ có vị ngọt hơn, nên lúc chị Yến bán cũng đã gia giảm nguyên liệu để hợp khẩu vị với người Sài Gòn. Chén nước lèo mang ra thơm phức đến tận mũi, vị nước lèo ngọt thanh, có miếng da heo giòn giòn ăn rất lạ miệng. Một tô hủ tiếu ở đây có giá là 40.000 đồng, có đầy đủ tôm, trứng cút, chả, thịt băm, thịt nạc và giò heo rút xương. Thêm nước sốt rưới lên ăn mới chuẩn vị. Món hủ tiếu dĩa Sa Đéc thường được ăn kèm với các loại rau như xà lách, hẹ hoặc giá. Phần nước sốt được xem là bí quyết khiến món hủ tiếu trở nên thu hút nhiều thực khách ghé quán chị Yến thưởng thức. Ngon, em là lạ mà ngon. Nước lèo ngon, hủ tiếu cũng ngon. Chung là vừa miệng. Nói chung cũng được thôi chứ không mắc mà không có rẻ. Trước khi có dịch Covid-19, mỗi ngày chị Yến bán khoảng 200 phần hủ tiếu dĩa. Điều thú vị là mới bán món hủ tiếu dĩa được 2 năm nhưng chị đã mua được 2 căn nhà. Còn bây giờ dịch bệnh Covid-19 khiến việc buôn bán của chị giảm đi một nửa. Nguồn thu nhập của quán phụ thuộc qua các ứng dụng đặt hàng. 10 người khen hết 10 người. Họ nói vừa lạ mà vừa lạ miệng vừa ngon. Hồi xưa thì vừa người ta order là mấy cái bệnh viện với cái mấy cái nhà trẻ này qua sen rồi kia, mấy cái trường á thì order một ngày bán cỡ 200 phần là hủ tiếu không. Bán tại đây thì cỡ khoảng 100 đổ lại thôi, 100 dĩa đổ lại thôi. Bữa trưa cô ở đây là cỡ khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ là khách rất đông, không có chỗ ngồi luôn. Nhưng mà vì cái mùa dịch Covid-19 này nè, nó ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ là đa số là người ta sợ ngồi tại quán ăn, người ta sợ lây nhiễm. Thành ra người ta mua về là nhiều. Order trên mạng, Grab, Bin, Go Việt, đồ thi đủ hết. Nó lại nó mua về là nhiều. Nó là nhiều mà cũng giảm lượng khách nhiều lắm.
Mong muốn cái dịch mùa dịch này mau hết sớm để bà con mua bán lại để có đồng ra đồng vô. Hủ tiếu Sa Đéc quán chị Yến có giá là 40.000 đồng một dĩa. Quán nằm ở số 38 lô F, chung cư Ngô Gia Tự, đường Sư Vạn Hạnh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa là từ 7:30 đến 22:30, có khi hết sớm thì chị Yến dọn sớm.